Như vậy là gần 900.000 thí sinh trên cả nước đã kết thúc ngày thi đầu tiên của kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia 2019. Trải qua hai môn thi ngữ văn và toán, hầu hết các thí sinh đều cho rằng đề thi năm nay nhẹ nhàng hơn. Đề thi toán năm nay có cấu trúc tương tự như năm trước, gồm 50 câu được sắp xếp tăng dần về độ khó, trong đó có khoảng 5 câu thuộc chương trình lớp 11. Theo nhiều thí sinh, đề thi năm nay có nhẹ hơn năm trước, tuy nhiên vẫn có nhiều câu mang tính phân loại cao, nhất là phần hình học, đòi hỏi thí sinh phải có sự tính toán tư duy và lập luận tốt. Em làm thì làm đúng là 50%, còn lại thì em lô tô ạ. Em thấy năm nay đề thi cũng đơn giản và cũng không khó lắm so với năm ngoái. Em đánh giá đề năm nay nó là khá là dễ so với các đề năm trước. Thì chắc là em được tầm 8 điểm. Min là 8 điểm, tầm đấy ạ. Theo các chuyên gia, đề thi toán năm nay phân loại thí sinh tốt hơn bởi năm nay Bộ Giáo dục và Đào tạo thay đổi công thức xét tuyển. Thay vì 50-50 như mọi năm, thì năm nay Bộ tăng tỷ trọng cho điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia trong xét công nhận tốt nghiệp Trung học Phổ thông là 70-30, trong đó 70% là kết quả điểm thi Trung học Phổ thông Quốc gia. Đề thi năm nay thì khoảng 30-35 câu đầu, nếu mà học sinh ở mức độ trung bình, bình khá thì mới có thể làm tốt được khoảng 30-35 câu đầu này. Như vậy là cái đề thi các bạn thấy rằng là mức độ mà các bạn có thể làm được tốt cái đề thi này ở mức độ 6-7 là cũng khá là nhiều. Tức là cái phổ điểm có thể rơi vào cái mức độ 6-7 rất là nhiều. Sau đó thì khoảng 15 câu sau thì khoảng 5 câu tiếp theo thì mức độ bắt đầu tăng lên. Và 10 câu cuối thì khá là khó, bắt đầu xuất hiện những câu khá là lạ. Và khoảng 3 câu thì tôi nghĩ rằng là 3 câu này là 3 câu khống chế những cái điểm 10. Vì nếu mà thí sinh học rất là tốt, cực tốt thì có thể mới làm được 3 câu cuối này, tức là 3 cái câu cuối của đề. Trước đó vào buổi sáng, các thí sinh đã thực hiện bài thi môn ngữ văn với kiến thức liên quan đến đoạn trích, trước biển và ai đã đặt tên cho dòng sông. Nhìn chung, đề văn năm nay được đánh giá khá dễ. Với những phần dữ liệu có sẵn trong đề, thí sinh hoàn toàn có thể đạt điểm trung bình. Em nghĩ là đề năm nay dễ hơn đề năm ngoái. Nhưng mà để so thì so em thích cái nào hơn thì chắc em thích năm ngoái hơn. Tại vì bài đấy là bài em ôn nhiều hơn. Kiểu phần đọc hiểu ấy là cũng có vài câu khó hiểu đấy ạ. Em làm cũng gọi là tạm tạm. Chắc là trên 6 à? 7. Nhận định về đề thi ngữ văn, nhiều giáo viên dạy văn cho rằng đề thi năm nay không quá bất ngờ bởi cấu trúc tương tự năm ngoái. Tuy nhiên, vẫn có tính phân loại cao, phần đọc hiểu không đánh đố thí sinh, nhưng câu hỏi về làm văn. Vì đoạn trích trong đề có nghĩa rộng, thí sinh cần phải bao quát và chọn ra các ý chính để trả lời,